Khổ nụt lắm. Ông mày mõm rồi. Chạy về lấy đồ ấy gì, biết thừa. Lần này kiếm cái giải cũng được. Ô, nhưng mà cần câu của mình đâu nhỉ? Hôm qua mình nhớ mình bỏ ở đây rồi. Đâu rồi? Câu của anh đây. Anh cảm ơn nhá. Đi câu tí đi nào. Ở nhà đây. Đồ đây, câu cái gì ta được giải. Sang rủ đạt cái. Sao mà đó được. Mấy bé quay ở nhà nhá. Để bố đi kiếm con cá về đồng dâm. Vâng, bố đi nhanh về. Ông mà câu được cá thông bác ấy lưng tôi mà nấu. Được, mấy sen cứ đợi đấy. Hai, ba, dô. À, hai em nhậu sớm nhỉ. Chúa về cơm. Thôi, em đi có việc rồi. Làm cốc anh mời. Làm đúng một cốc thôi nha. Nè, tính lắm rồi đấy. Nào, hai, ba, dô. Không phải lo ăn gì nhá. Ok. Ông đi đâu giờ về? Thì đi câu cá. Thế cá đâu? Đây, cá đây. Vào nhá. Ừ, về nhá. Bye. Sao mà đó được? Mày thế nhỉ? Đúng cái loại sao? Đạt rồi, nhanh lên. Nhanh lên, còn chúng nó giật mất giải đấy. Biết rồi. Sức nhảy cá với ngú, thấy tôi chưa đủ khổ à? Ông đi câu có ra tiền không? Anh biết, em đủ khổ rồi. Nhưng mà anh vẫn đang cố gắng từng ngày đấy. Ông đi câu cá mà bảo cố gắng à? Chỉ phí thời gian. Thôi, ông ở nhà đi. Muốn cố gắng kiếm cái giải nhất mang ô tô về cho vợ, nhưng mà khó quá. Đi câu được ô tô á? Ừ, mẹ lại xem này. Đấy, thấy chưa? Em có biết đâu, thôi bố Đạt đi đi, cố lên nhá. Thế anh đi nhá. Chiều này cao đấy. Ui, mất về sao? Vừa ngã, đi. Mẹ nó khai trường không có khách bao nào nhỉ? Anh ơi, ở đây câu cá trúng ô tô đúng không anh? Ừ, đúng, ở đây câu cá trúng ô tô. Ê, thế ô tô đâu anh? Ô tô á? Ờ, kia. Đẹp đấy. Cũng được đấy. Ừ. Thôi đi vào đây. Ngày kiếm mấy thằng như thế này là ok rồi. Ngày 1 triệu, tháng 30 triệu được đấy. Anh em xin cái xe nhá. Ừ, em lấy đi. Mai cứ mang xe đến gửi cho anh nhá. Ngon đấy. Đúng rồi. Chắc là ngủ rồi. À. À, thì ra là vậy. Ê! Say rồi. Bất kỳ như vậy mà còn lục được. Giờ nóc nhà là của ai? Vừa rồi hóa trơn thế. Thầy, cho anh xin lại tiền học đi. Xin em đi. Em nói thật với anh ấy, cái số tiền mà anh đưa cho em ấy, em đưa cho cái hàng rồi. Sao lại đưa cho cái hàng? Chuyện khó nói lắm. Thôi anh đi về đi, mất rồi. Mất làm sao được mà mất. Anh chỉ biết anh đưa cho mày thôi. Thôi, mày cho anh xin lại anh chuộc xe nhá. Kìa, mày đâu đấy Hải ơi? Cho anh xin nào, cho anh xin lại nào. Anh về đi, mất rồi. Anh đéo biết đâu, mày giả tiền anh đi. Mày không giả anh ngồi em vạ đấy. Mày giả tiền anh đi. Đưa cho ngân hàng giờ nó làm mất tiền. Mình giờ mà không trả cho ông không được. Thôi, ra chứng khoản giả cho ông như vậy. Anh Quảng ơi, em trả tiền cho anh này. Ơ, anh Quảng đâu nhỉ? Không trả tiền thì bố mày xin cái áo này, bố về bố làm nóc nhà trước đã. Xin anh đấy, anh trả tiền cho em đi để em còn về nhà. Mày bị làm sao ấy nhở? Hết khóa học rồi thì về đi em. Nhưng mà em đã được học cái gì đâu. Đúng lên anh bảo. Em nhìn này, kênh của em đạt 77.000 follow rồi. Trong cái quá trình đấy, anh đã dạy em tất cả các thứ rồi. Thì bây giờ
thôi em đi về đi nhá. Học như không học với em ạ. Vậy chứ, mình dạy các bạn ấy lên 77.000 follow rồi mà các bạn ấy cần bỏ chưa học được gì. Chán thật. Nhưng mà anh ơi, follow này để làm gì, có kiếm được ra tiền đâu. Thôi lại đây anh bảo. Đây, như này là sao anh? Em đến đây ấy, anh chỉ cho em được cái cần câu thôi. Còn câu được cái thôi, là do em. Em hiểu rồi, em cảm ơn anh nhá. Ừ, đi về đi. Thông minh rồi đấy. Ông lượn ra khỏi cái nhà này đi. Hốc hờ lắm nào. Vợ chồng nào chửi nhau ấy nhỉ. Đâu, anh có được miếng nào đâu. Ông có thích cãi không? Không phải anh cãi, mà là anh đang phân tích. Hết tiền mua sữa cho con đâu. Tiền này thanh toán đúng biết hết rồi. Rồi, cứ đi mà nhậu đi. Vân với chả thích. Bạn ơi, cho tôi thở với. Thôi đi. 我们不一样，每一个人都有不同的境遇。哎，nằm nặng đi bạn ơi. Bạn, đừng nóng quá bạn ơi. Nắng gì? Đâu chỉ là nhà. Ô, cái thằng sợ vợ. Ôi. Cho anh nằm với. Tội gì? Không biết. Sao mà đó được. Thôi vào đây. Đấy, đây là 15 Này, cứ đợi đấy. Đây, cô ký về đi. Tôi không hỏi được cô nữa rồi. Em gọi em thật à? Ký vào. Vì trong anh em là điều duy nhất. Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó. Dành cho em tiếng nắng ấm cùng bao cơn gió. Dành cho em, dành cho em những đam mê tuyệt vời mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ. Làm vợ anh nhá. Này, không đi giao hàng à? Còn mấy đơn hôn ấy, cái tẩy lông không ship à? Đúng lên đi giao hàng. Ăn với giao hàng không làm được cái tích sự gì. Vì trong anh em là điều duy nhất. Nhậu cái chân lên xem nào. Tặng hoa cho mình chắc căn vợ có mưu gì rồi. Cái gì đấy? Bố mới quen à? Tặng bố cái bông hoa này, nay là ngày quốc tế đàn ông như. Mẹ thật, bố có phải đàn ông đâu mà tặng. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mong trên vai biết bao phiền. Kìa, sao con lại nói vậy? Thôi, con treo một tí vậy mà. Sao đừng xúc phạm bố vậy nhá? Vâng, em biết rồi. Nên ngày con tới đàn ông thì em chúc anh mạnh khỏe nhá. Chị khóa làm việc nhà nha. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mong trên vai biết bao phiền. Sao xe lâu thế nhở? Phương, em đi đâu đấy? Em đi có tí việc nhưng mà đợi mãi chẳng thấy xe đâu. Mày xe đâu nhở?
Cái gì? Cho có hai mượn cái mẹt đi xếp vàng đi. Vàng mà lấy, đi nhanh rồi còn về. Cảm ơn mẹ xem nhá. Là định cho mẹ xem rồi. Bố định chở con đồng nát đi chơi gì? Bỏ cái tay ra. Bố chỉ đi con mắt đai ghẻ mà thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Sao? Đưa bố hay chất đấy. Chất á? Chất gì? Bố chỉ cần hết phèn phèn thôi. Thế này đã đủ hết phèn phèn chưa? Bố hết phèn phèn rồi đấy. Thôi mẹ xem lui ra để bố nó uánh con xe này vào nhá. Kìa mẹ xe lui ra để bố uánh xe vào. Vào thì vào. Khoan. Sao nữa? Không phải là mẹ xen vào. Cho con mẹ ghẻ kia gọn vào. Kìa mẹ không nghe thấy gì à? Con phải phê ai đấy? Đương nhiên là phê mẹ rồi. Ông nghe gì chưa? Bố ơi, con ngửi thấy mùi gì à? Mùi gì á? Mùi tiền rồi con. Thấy sống mũi cay cay rồi đấy. Giờ mẹ xem thích làm sao? Làm sao là làm sao? Làm sao là làm sao? Sao? Làm sao? Ý làm sao? Ý làm sao? Thích thì nó va đi. Va không? Va thì va. Thế định va cái gì? Va cái này. Thôi thôi thôi, không thích bạo lực nhá. Sợ mẹ xem rồi gì? Sợ mẹ xem á? Đây chưa biết con ngán là con gì đâu. Thế định va cái gì? Cho mẹ xem chọn trước. Thế làm tí. Chắc chưa? Không nói nhiều, lên xe. Bí à, sợ trường rồi. Thua đừng có kêu. Mẹ sẽ chọn chỗ này là sai rồi đấy. Sao mà đó được? Lách sọt đẹp thế nhở? Chuyện mày nói cái điều ấy ai cũng biết. Thế để cho em vào xem con này có khác con xe của chị xem tí nào không. Wow, xe đẹp thế nhở? Ý xài, công nhận xịn thật đi. Hợp đồng thuê xe. Chị xem ơi, cần cái mồ mày. Cái gì đấy? Không có gì đâu nha. Mày có chết không? Anh nha, thuê xe về lừa chị Sen à? Lừa đâu mà lừa. Thôi đừng nói chị Sen gì nhá. Được, nhưng mà không phải. Không phải cái này. Thế là cái gì? Con này là iPhone mấy anh nhỉ? iPhone 7 em ạ. Không phải, hình như em thấy chuẩn bị thành iPhone 15 rồi đấy. Này, vứt. 1, 2, 3. Em xin. Đừng nói chị Sen gì nha. Tờ này à, còn sử dụng lên dài đấy. Đứa nào đá bóng vào đây? Vỡ hết kính của tao rồi. Hai đứa con nào của kia là đá ấy mẹ? Ui em đá ấy bà. Ui em nói chồng mình chế được bài thơ hay lắm. Kinh cũng biết chế thơ. Thế con có muốn nghe không? Có à? Lên đây, lên đây, lên đây. Đọc đi con nghe nào. Vê bì à? Có phải trêu anh Hải rồi. Ve vẻ vẻ ve cái vẻ hôi nách. Bố Hải có cách sạch mùi hôi. Nhưng mà bố ơi, đừng sợ mẹ nữa. Ve
vẻ 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 cái vẻ hôm nay bố Hải có trách sự sạch mùi hôi, nhưng mà bố ơi đừng sợ mẹ nữa. Cái vẻ hôi nách bố Hải có cách rửa sạch mùi hôi, nhưng mà bố ơi đừng sợ mẹ nữa. Thôi ơi, mày chết đi mà bây giờ. Bia hôi nách. Thôi, đủ rồi. Con đang làm cái nhà này xáo trộn lên đấy. Thế bố cho nó về như ban đầu đi. Được, đi theo bố. Ok. Nhìn đây là bố chỉ làm một lần duy nhất thôi nha. Ông làm gì đấy? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hai cộng hai bằng mấy? Hai cộng hai bằng hai. Cái gì? Cho nói lại. Bằng hai chứ còn gì nữa. Mày học kiểu gì mà hai cộng hai bằng hai vậy hả? Làm gì mà đuổi nó vậy? Cái thối của mẹ này tính hai cộng hai bằng hai kìa. Cháu nó còn nhỏ thì nói từ từ sao? Bấm chết mẹ nó đi. Sao lại hai người đi? Thằng này đặt hàng lươn lẹo lắm, toàn không lấy nên em phải ship tận nhà. Đấy anh. Anh trai ra nhận hàng hôm nay này. Ê, nay mùa không nhận hàng đâu. Không nhận hàng à? Sợ tháng nó điên. Thế mày tính cả tháng kìa. Hay điên mất cả tháng. Vả vẩn quen này. Cây tay. Mấy xe làm gì đấy? Đâu có cái gì đâu. Thấy cửa mở ra thì người ta đóng vào cho á. Thật không? Tưởng qua ngồi thử. Ai thèm ngồi? Ai thèm ngồi? Bố làm cái gì đấy? Bố đang bắt kẻ trộm. Nên mình cũng có trộm hả bố? Đương nhiên thôi. Con cứ đợi mày xem. Mấy mẹ con ở nhà nhá. Bố đi giao tí hơn anh đây. Để xem con lát xù nó khác con mẹ tí nào không. Lần này thì chối nữa đi. Sao mà đó được?